Nào, bây giờ thầy lấy một ví dụ khác nhé. Chúng ta có FeS2 cộng với lại H2S số 4 thành Fe2S số 4 tất cả 3 lần cộng với S số 2 cộng với nước. Nào. Tương tự như vậy thì chúng ta có là này 0 này, như là dương 6 này, như là dương 3 này. Đấy. Ở đây là dương 4 này. Thế ta coi nhá. Ta coi S ở đây này là thành S ở chỗ này. Là S thành dương 6. Còn S ở đây là thành S ở đây. Đấy, tức là S dương 6 của H24 thì thành S dương 4 trong SO2. Vậy ta viết ra bình thường thôi. FeS2 thành Fe cộng 3 cộng với lại S cộng với 6. Nhưng em để ý này. Cái chỗ này là nó có chỉ số là 2 này. Đấy, thì bên bên phải chỉ số 2 đây nhá. Vậy ta thêm vào bên phải có hai sắt, vậy ta thêm bên trái là 2. Xong người ta tính cho thầy bên trái bây giờ lưu huỳnh là 4. Vậy ta thêm vào đây 4. Tổng số xoắn đầu là 0. Sau phản ứng em đếm cho thầy nhá, đấy là 3 nhân với 2 là 6. Đấy, 6 nhân với 4 là 24. 24 cộng 6 là 30. Tổng là 30. Đấy. Vậy thì ở đây sẽ là nó cho 30E. Đấy. Thế còn lưu huỳnh đây là S dương 6 thành S dương 2. Vậy số cho đổi sẽ là cộng 2. Xong mình rút gọn đi. Rút gọn đi cho thầy nhá. Nào. Ở đây 30 với 2 rút gọn đi còn 15. Còn 15. Cái này rút gọn đi còn 1. Vậy chéo đi, bây giờ 1. Đây là 15. Bây giờ chúng ta sẽ nhân vào thôi. Đây 1 nhân với 2 lưu huỳnh. À, 1 nhân 2 FeS2 với thêm bây giờ chúng ta thêm đây một đỏ đi, chúng ta thêm hai vào đấy. 1 nhân với 1 bên này, vậy chúng ta có 1 Fe2 S4 nước cả 3, đây thêm 1 thôi. Nhưng mà cái 1 chúng ta không cần phải viết thì bỏ đi. Nào, bây giờ thêm 15. 15 là ta thêm vào cái S dương 4 ở đây nhá. Để dương 4. Đấy, 1 ta thêm S dương 4. 15 thêm vào S dương 4 đây, 15 ở đây. 15 này. Thế xong em cộng lưu huỳnh vào thôi. Ở đây là có 3 lưu huỳnh. Đây có 15 lưu huỳnh, vậy cộng lại có 18 lưu huỳnh. 18 lưu huỳnh mà đây là có 2 nhân với 2 là 4 sẵn rồi. Vậy có 14 lưu huỳnh thôi. Đây 14. Thế sau đó thì em thấy 14 nhân với 2 hydro là 28 hydro, 28 hydro chia cho 2 lại ra là 14. Đấy, sau đó em cân bằng oxy hai vế thôi. Nhá. Yeah.